Anh làm video phát họa vị trí đau trên cơ thể thì nghĩ tới bệnh gì đi anh? Ok em nha, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp anh nha. Trong một bụng thì có chứa tất cả các cơ quan tiêu hóa, gồm là gì? Túi mật này, gan, thận, dạ dày, le lách, tuyến tụy, ruột non, ruột già, và bất kỳ cơ quan nào bị tổn thương hoặc là suy giảm cũng xuất hiện cái triệu chứng cảnh báo. Trong đó phổ biến nhất là triệu chứng đau bụng. Một vị trí đau bụng cùng là các triệu chứng đi kèm á, thì lại biểu hiện của những bệnh lý sẽ là khác nhau. Ok, bây giờ đầu tiên ha, thì chúng ta sẽ qua là gì? Phân khu ổ bụng nha. Đầu tiên là chúng ta gì? Kẻ hai đường ngang. Đường thứ nhất là qua điểm thấp nhất của bờ xương nè. Đường thứ hai là gì? Qua gai chậu trước trên. Đó. Tiếp theo là ta kẻ hai đường thẳng đứng qua trung đòn phải và trái. Ok, kết quả gì? Ta sẽ chia ra thành 3 tầng và 9 vùng khác nhau. Tầng trên cùng, từ trái sang phải, ta sẽ có hạ sườn phải, vùng thượng vị và hạ sườn trái. Tầng giữa, từ trái sang phải, ta có vùng hông phải này, vùng quanh rốn này và vùng hông trái. Và cuối cùng là gì? Tầng dưới ta sẽ có hố chậu phải này, vùng hạ vị này và hố chậu trái. Ok, bạn đã rõ vừa gì chín vùng này chưa? Bạn cứ hình dung nha, hình dung cơ thể của chúng ta chín vùng như vậy á, để mà chúng ta dễ chẩn đoán trên người thực tế hơn ha. Đầu tiên là ở hạ sườn phải ta có gì? Gan, túi mật và gốc đại tràng phải. Ở thượng vị ta có tụy, dạ dày, tá tràng và thùy gan trái. Ở hạ sườn trái thì ta có là gì? Cũng dạ dày này, nhưng có lách và gốc đại tràng trái. Còn ở hông phải ta cũng có là như trên, đó là gì? Gan, túi mật và gốc đại tràng phải. Vùng quanh rốn thì ta chỉ có là gì? Ruột non. Đó. Còn bên hông trái ta có đại tràng xuống này, niệu quản này và thận trái. Đó. Bên hố chậu phải thì ta có ruột thừa nè và buồng trứng nữ. Hạ vị thì ta có tử cung, tinh hoàn, trực tràng, niệu đạo và bàng quang. Còn hố chậu trái ta cũng có đại tràng xích mê nè và tử cung nữ. Thì đối với chẩn đoán á, thì ta dựa vào những cái gì? Những cơ quan nãy giờ mình cái cỡ ra ha. Đầu tiên là vị trí đau vùng bụng hạ sườn phải thì có thể là dấu hiệu của bệnh là gì? Viêm túi mật này, viêm đường mật này, viêm gan, ép xi gan, ung thư gan, loét tá tràng, hay là viêm đáy phổi, hay là ép xi du hành. Rồi, mấy cái bệnh lý này thì các bạn chỉ cần quan tâm tới là gì? Viêm gan, ép xi gan và ung thư gan. Đó, rồi ok. Tiếp theo vị trí đau bụng thượng vị. Nè, thượng vị là sao? Là vùng bụng từ rốn trở lên trên. Đó, về dưới xương ức, được gọi là thượng vị. Có thể là biểu hiện của gì? Bệnh viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, viêm thực quản, chứng khó tiêu, hay là có thêm là viêm tụy cấp. Ngồi khi hiếm gặp hơn nữa là gì? Phình động mạch chủ hay là nhồi máu cơ tim. Rồi, tiếp theo là vị trí đau bụng của gì? Vùng hông phải. Có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý như là thận này, niệu quản bên phải như là gì? Viêm đại bở thận này. Rồi, sỏi niệu quản này, FC quanh thận này, hay là bệnh viêm ruột. Ok. Tiếp theo là ta que vị trí đau bụng ngay vùng quanh rốn thì có thể biểu hiện của bệnh viêm ruột thừa giai đoạn đầu. Rồi viêm tụy cấp này, viêm ruột này, tắc ruột non này, phình động mạch này, hay là thiếu máu mạch treo này, hay là thoát vị rốn. Thôi nói chung các bệnh lý này nhiều lắm. Nói ra các bạn cảm thấy hoang mang quá ha, khó mà chẩn đoán được. Nhưng thực chất để mà chẩn đoán chính xác chỉ dựa vào những vị trí đau này thôi thì khó lắm. Chính vì thế thường gì phải khi bệnh nhân đi siêu âm hay còn gọi là gì đau bụng không rõ nguyên nhân đó. Ok, ta tiếp theo nha. Vị trí đau bụng vùng hông trái thì ta có thể triệu chứng của bệnh lý thận nè, niệu quản bên trái nè, như là viêm đại bở thận cấp, sỏi niệu quản, FC quanh thận, hay là bệnh viêm ruột đó. Còn vị trí đau vùng hố chậu phải thì có thể là dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa, viêm túi thừa, rồi bệnh Crohn, hay là sỏi niệu quản phải, hay cũng có thể là gì thai ngồi tử cung. Còn vị trí đau vùng hạ vị thì vì hạ vị là gì, là vùng giữa bụng dưới, hay còn gọi là đau vùng dưới rốn ha, đau bụng dưới rốn, có thể là biểu hiện của bệnh gì, viêm bàng quang, nhiễm trùng vùng chậu này, viêm túi thừa cũng có thể này, cũng có thể là bị thai ngồi tử cung này, hay là viêm tuyến tiền liệt. Ở nam giới ấy, viêm tuyến tiền liệt ở nam giới ha. Rồi
Tiếp theo là vị trí đầu bụng hố chậu trái. Đó, có thể là triệu chứng của bệnh gì? Viêm túi thừa, sỏi niệu quản trái nè, táo bón nè, hội chứng ruột kích thích nè, hay là xoắn buồng trứng nè, đây là hay là thai ngô tử cung thì cũng có thể. Nhưng chỉ dựa vào những vị trí đau thôi thì chưa đủ ha, chưa đủ. Vì đôi lúc nó bất thường, chúng ta không thể nào mà chọn đối chính xác được. Bởi vì ngay một gì, ngay cái vùng đó có rất là nhiều bệnh lý khác nhau, nên chỉ dựa vào những triệu chứng mà chúng ta nhìn bằng mắt thôi thì sẽ chưa đủ nha. Nên với góc độ là một dược sĩ tại nhà thuốc á, thì khi mà chúng ta quan tâm tới là gì, các bệnh lý như là gì, dạ dày, tá tràng nè, rồi xuống một xíu là viêm ruột nè, đại tràng nè, trĩ, táo bón và các bệnh lý về tiết niệu là ok rồi. Còn các vấn đề còn lại khi mà chúng ta không xác định được thì nên khuyên bệnh nhân đi siêu âm để có kết quả chính xác nhất nha. Bởi vì chúng ta chỉ nhìn mắt thường thôi thì không thể nào biết chắc chắn nó là gì được. Đó được gọi là gì? Đau bụng không rõ nguyên nhân. Ok, video hôm nay EZTV nói đến đây thôi nha. Đã xem trọn bộ video của chúng tôi thì các bạn có thể vào website EZTV.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.